Chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em tiến hành em cắt nhánh của chú anh chị. Đây là những củ tỏi của nhánh mặn Hoàng Yến này của chú anh chị. Cho chú anh chị chiêm ngắm cùng Má em lên đây. điện má nè. Đó. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm đây. Điện cũ cũ rồi mà thấy ra mất. Đó. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm cùng em đây. Đây là những cái trái mặn Hoàng Yến. Đó. Đây, ngọt giòn của chú anh chị. Cực kỳ ngon của chú anh chị. Rồi chú anh chị chưa mắm em. Đã cần cái giống mặn Hoàng Yến thì xin liên hệ bên em của chú anh chị. Đó, cho chú anh chị chưa mắm. Dạ em vô tầm cỡ 1 tháng là cung cấp cho chú anh chị được rồi. Dạ nhánh chiếc thì rất là dễ ra hoa đậu trái chú anh chị. Đây, những cái bông nó là chú anh chị. Chùm tái là chú anh chị xài quặng quại luôn. Rồi, có yêu thích xin liên hệ bên em. Em chân thành cảm ơn của chú anh chị xem kênh. Cực kỳ luôn của chú anh chị ơi. Đó. Em xin kết thúc video ở đây ạ.